thì có lẽ là Vũ và anh Hưng nó không phải là tình yêu, mà nó cũng không phải tình bạn, có lẽ là tình thương. Chữ thương á, nó còn giá trị và ý nghĩa hơn cả tình yêu. Nhưng mà thật sự em cũng chưa bao giờ muốn là đối thủ của anh Hưng. Em chỉ muốn có cái con đường riêng của mình. Mình cứ theo đuổi, mình cứ hát, làm những sản phẩm mà sau này khi mình về già, mình nghe lại mình vẫn cảm thấy tự hào và mình cảm thấy là ok, mình đã làm được những gì mình muốn. Đến thời điểm hiện tại nè, thì Vũ có thể tự tin để nói là Vũ có một cái vị trí rất đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Xin chào quý vị, mình rất vui là trở lại với không gian thân thuộc này của Chuyện Của Sao. Và ngày hôm nay, ngôi sao này không phải chỉ có riêng Minh Đức chờ đợi được nói chuyện với anh ấy, mà rất nhiều quý vị khán giả chắc cũng đã chờ cùng nói chuyện này. Chúng ta cùng chào đón ca sĩ Dương Triệu Vũ. Em xin chào anh và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay Vũ rất vui khi có được cái cơ hội để mà ngồi tâm sự cùng anh và quý vị. Trước khi mà làm chương trình này thì mình đã ngồi nghe lại toàn bộ các album mới nhất của Dương Triệu Vũ và mình thấy nó rất là thú vị, nó rất là bất ngờ vì những cái bài rất là quen thuộc như thế, những bài bolero, những cái bài nhạc xưa nó rất là quen, nó được hát lại theo kiểu nhạc jazz, cộng với lại khi mà mình được xem Vũ diễn trong chương trình live show Sài Gòn Bolero và Hưng của anh Đàm Vĩnh Hưng là một cái hình ảnh nó rất là trẻ trung, nó rất là hiện đại. Vậy thì cuối cùng con đường âm nhạc mà anh ấy chọn cho mình, một cái hình ảnh anh ấy chọn cho mình cho âm nhạc nó sẽ là như thế nào? Thế thì nó rất là khó định hình. Dương Triệu Vũ ở thời điểm này là một con người như thế nào trong âm nhạc? Vũ có thể chia sẻ một chút về cái lựa chọn cho mình trong những ngày này. Vũ ở trong nghề cũng đủ cái thời gian để mà muốn thử nghiệm nhiều thứ khác trong cuộc sống của mình. Ngày xưa Vũ không dám hát nhạc xưa, tại vì nó đòi hỏi cái sự trải nghiệm và từ tình yêu cho tới cái phong cách riêng của mình nữa. Mà những cái bài hát mà đã quá kinh điển nằm lòng của quý vị rồi, làm sao mà Vũ dám hát giống như mấy anh chị trước được, thì nó sẽ không có gì đặc biệt và hát cũng như không hát. Cho nên đó là lý do tại sao Vũ chọn cái thể loại nhạc jazz, một cái thể loại mà Vũ cũng rất là yêu mến, để kết hợp với lại mấy bản nhạc xưa, kể cả những bài bolero. Lúc mà Vũ mới về Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ là mọi người rất là hân hoan chào đón, tại vì những hình ảnh mà Vũ tạo được ở hải ngoại rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ là chắc lúc đó người ta không nghĩ là sẽ chờ một Dương Triệu Vũ hát nhạc xưa như bây giờ. Rất khó để có thể hát cái gì đụng vào nó là cũng có thể thành công được như Đàm Vĩnh Hưng đã từng làm. Và chính vì thế mà người ta nói rằng là Vũ đang bị Đàm Vĩnh Hưng áp vía, tại vì rất là khó để mà có thể tái lập một cái thành công như thế nữa. Vậy thì Vũ cảm nhận cái thành công, cái mức độ thành công của mình 15 năm qua như thế nào? Vũ nghĩ tất cả đều là tương đối thôi. Mình phải nhìn theo cái khía cạnh như thế nào. Anh Hưng là tới năm 30 mấy tuổi anh mới bắt đầu nổi lận. Vũ thì nhỏ anh Hưng tới 12 tuổi. Và kể cả anh Đàm Vĩnh Hưng cũng là người mà mở miệng ra nói là nếu như mà người nào mà có thể làm được những gì mà Hưng làm thì Hưng nghĩ chỉ có tin thôi. Là tại vì ổng có cái lòng tin vào em. Và mà nói thật là Vũ sống, kể cả cái cách sống của Vũ nó cũng khác hơn những nghệ sĩ khác. Vũ sống theo đúng cái nhịp của mình. Vũ chưa bao giờ cảm thấy là mình phải bị hối hả hoặc là phải đu theo người này, thấy người này kia làm rồi xong rồi mình bị phân tâm, rồi mất đi những cái gì mình thật sự muốn làm. Làm những sản phẩm mà sau này khi mình về già, mình nghe lại mình vẫn cảm thấy tự hào và mình cảm thấy là ok, mình đã làm được những gì mình muốn. Tự nhiên tôi thấy Vũ nhắc đến câu là khi nào về già thì mình có thể hài lòng, có vẻ là rất là quá sớm ở thời điểm này, khi mà người ta vẫn còn dường như đang chờ cái thành công của Vũ hơn là chờ để lúc mà Vũ có thể về già. Và có lẽ cũng rất là hiếm hoi mà có một cái mối quan hệ bền vững giữa Vũ và anh Đàm Vĩnh Hưng đến mức mà hai người phải tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm cái thời gian mười mấy năm hai người quen biết với nhau. Thì mình cũng có những cái theo dõi anh Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày đầu nữa. Và thấy rằng là để có được những ngày hôm nay là anh cũng đã rất là chật vật rất là nhiều, coi như là một cái đầu kinh khủng để có thể huy được, đã được vận dụng để có thể có được những ngày hôm nay. Và anh ấy đã chia sẻ cái đầu đấy cho Vũ như thế nào để nâng đỡ một người mà người rất có thể trở thành đối thủ của chính mình? Thiệt ra Vũ nghĩ là cái thị trường này nó đủ rộng cho tất cả mọi người, và nhất là anh Hưng là một người mà thương Vũ nhiều nữa. Nhưng mà thiệt sự em cũng chưa bao giờ muốn là đối thủ của anh Hưng. Em chỉ muốn có cái con đường riêng của mình. Mình cứ theo đuổi, mình cứ hát và có cái sự hát bền bỉ trong cái nghề ca hát này. Cái đó là cái điều em muốn. Đấy, chính cái con đường riêng ấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều chờ đợi Dương Triệu Vũ. Tại vì người ta thấy rằng là Vũ sở hữu tất cả những cái gì mà một ngôi sao ca nhạc có thể mong muốn. Thì tôi nhớ có một lần như thế này. Cái thời điểm đó Vũ được một cái giải thưởng của Làn Sóng Xanh. Đấy thì mình cũng thấy là thì giải thưởng thì có thì cũng tốt thôi, nhưng nó có một cái gì đấy khiến mình cảm thấy nó không đúng lắm. Bởi vì lúc ấy Vũ đã là một người có tên tuổi rồi, đã có một cái lượng người hâm mộ phải nói là cũng khá là đông đảo cả trong nước và cả hải ngoại, thế mà tự nhiên là nhận một cái giải thưởng là gọi là giải triển vọng thì nó có một cái gì đấy nó cũng không ổn lắm. Anh nói em cũng
em cũng bất ngờ, tại vì khi mà nhận cái giải đó em cũng bất ngờ nữa, là tại vì khi mà được thông báo là để đến nhận cái giải đó, thật sự Vũ không muốn đi. Nhưng mà anh Hưng đã nói người ta đưa mình cái giải này thì cũng coi như cái sự trân trọng, vì tôn trọng ban tổ chức và tôn trọng cái lời nói của anh Hưng, Vũ mới xuất hiện. Chứ thật sự lúc đó Vũ cũng bị ảnh hưởng tới danh dự của mình chứ, đúng không anh? Là tại vì Vũ đã thành danh ở hải ngoại, em hát gần 7-8 năm, về Việt Nam làm mấy cái live show, thành công bán hết vé mà đưa cho em cái giải ca sĩ triển vọng. Nhưng mà thôi, cuộc đời thì nó có nhiều cái uốn khúc mà mình không thể giải thích được. Nhưng mà em nghĩ cũng nhờ cái sự kiên trì và cái sự bình tĩnh của em mới có được cái ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại nè, thì Vũ có thể tự tin để nói là Vũ có một cái vị trí rất đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Có thể nó không bằng anh Hưng, không thể nào bằng anh Hoài Linh được, nhưng mà đa số nhiều người cũng phải mơ ước cái vị trí của Vũ lắm. Nhưng mà có cái này tự nhiên cũng lại thắc mắc một tí này. Đàm Vĩnh Hưng là một trường hợp khá đặc biệt. Dường như anh ấy có bao nhiêu người hâm mộ thì cũng có chừng ấy người ghét anh ấy. Vậy thì từng ấy năm 14 năm 9 tháng đó gắn với cái tên Đàm Vĩnh Hưng, thì cuối cùng thì Vũ nhận thấy là mình ở giữa hai cái dòng yêu ghét đấy, thì cũng mình được bên nào nhiều hơn? Vũ nghĩ là cũng có yêu và cũng có ghét. Là tại vì anh Hưng là một người rất bộc trực, cái tính tình dễ hiểu lắm, và có những cái điều làm dễ khiến mình ứa gan. Nhưng mà cũng có những cái sự chân thành và những cái mà tôn chỉ, mà anh sống mà sát cái tôn chỉ đó đến một cách mà cực đoan luôn á, làm cho mình phải khâm phục. Và trong cái sự khâm phục đó nó sẽ có dễ nảy sinh ra cái tình thương, tình yêu. Và Vũ nghĩ là Vũ nằm bên cái tình yêu nhiều hơn. Là tại vì đối với Vũ, anh Hưng là một người mà rất là tốt. Ví dụ như mẹ Vũ có một cái chương trình đặc biệt hát từ thiện, gọi nhờ Vũ và anh Hoài Linh đi. Và Vũ và anh Hoài Linh còn vì công việc còn bị lười nữa, hỏi anh Hưng một tiếng. Bữa đó ảnh đang hát show ngoài Hà Nội, rồi tối đó phải có thêm một cái show nữa. Buổi trưa ông bay vào Sài Gòn, hát đúng 2 tiếng đồng hồ, bay ngược ra Hà Nội, chỉ vì để giữ danh dự cho mẹ của Vũ. Cho nên Vũ nghĩ là cái đó là một trong những cái điều mà cho dù Vũ không nói với anh Hưng nhưng mà Vũ biết ơn. Bằng nãy năm người ta cứ hỏi là cuối cùng thắc mắc là cuối cùng thì mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ là gì? Ở phía Dương Triệu Vũ thì Vũ nhìn thấy cái tình cảm đấy nó như thế nào? Nếu như cần người ta bắt buộc phần gọi là một cái gì đó. Thì có lẽ là Vũ và anh Hưng đã qua một cái quá trình tu luyện, tôi luyện để mà nó trở thành một cái gì đó, nó không phải là tình yêu mà nó cũng không phải tình bạn, có lẽ là tình thương. Chữ thương á nó còn giá trị và ý nghĩa hơn cả tình yêu, tại vì bao nhiêu mối tình yêu của Vũ nó đã ra đi và chỉ có tình thương cha mẹ, anh chị em, Đàm Vĩnh Hưng là còn ở lại. Cảm ơn Vũ rất là nhiều đã chia sẻ những câu chuyện thú vị nhỏ nhỏ về nghề nghiệp của mình. Minh Đức và ca sĩ Dương Triệu Vũ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.